Chào mừng các em đến với kênh Huệ Liêm. Trong bài giảng hôm nay, thầy sẽ hướng dẫn các em với bài tập toán lớp 4, bài 163. Trong lúc xem bài giảng của thầy Liêm, nếu các em thấy quảng cáo, các em xem hết quảng cáo giúp thầy Liêm để thầy có thêm kinh phí làm nhiều bài giảng cho các em xem nhé. Giờ mình sẽ vào bài giảng hôm nay. Bài 163 mình sẽ ôn tập về các phép tính của phân số phần tiếp theo nhé. Trước hết là câu số 1. Quý phân số thích hợp vào ô trống. Như vậy là câu A, người ta cho mình một cái bảng gồm có 3 dòng. Dòng thứ nhất là số bị trừ, số trừ hoặc hiệu. Như vậy mình sẽ lấy số bị trừ trừ cho số trừ, mình sẽ được hiệu. Như vậy là mình sẽ lấy 4 phần 5 trừ cho 1 phần 15. Thầy sẽ tính nháp phía dưới này nhé. Được kết quả bao nhiêu thì mình sẽ ghi lên đây. Đúng rồi. Giờ như vậy là 4 phần 5 trừ cho 1 phần 15. Giờ như là 4 phần 5 thì mình sẽ nhân tử và mẫu cho 3, đúng không? 4 nhân 3 là 12, như vậy là 12 phần 15. Giờ trừ cho 1 phần 15 mình sẽ lại. Giờ trừ 2 phân số cùng mẫu số, mình sẽ lấy tử trừ tử giữ nguyên mẫu nha. 12 trừ 1 còn 11, như vậy kết quả là 11 phần 15, đúng không? Giờ như vậy được kết quả 11 phần 15, mình sẽ ghi lên đây là 11 phần 15 nha. Đúng không nào? Giờ dòng cột tiếp theo thì người ta cho số bị trừ là mình sẽ cần tính. Số trừ là 2 phần 5, hiệu là 1 phần 6. Như vậy để tìm số bị trừ thì mình sẽ lấy số trừ cộng cho hiệu. Đúng không? Có nghĩa mình sẽ lấy 2 phần 5 cộng cho 1 phần 6 nhé. Giờ thầy cũng tính nháp dưới này này. 2 phần 5 cộng cho 1 phần 6. Giờ như vậy đây là phép cộng hai phân số khác mẫu số, mình phải đi quy đồng mẫu số. 6 không chia hết trên 5 nên mình sẽ quy đồng bằng cách ly 2 phần 5 mình sẽ nhân tử bằng 1 trên 6, 2 nhân 6 là 12, 5 nhân 6 là 30, dấu cộng viết lại. Giờ 1 phần 6 mình sẽ nhân tử bằng 1 trên 5, 1 nhân 5 là 5, vì là 5 bằng 30. Giờ cộng hai phân số thì mình sẽ lấy tử cộng tử giữ nguyên mẫu nha. 12 cộng 5 sẽ là 17, vì là 17 phần 30, đúng không? Giờ như vậy kết quả của mình sẽ là 17 phần 30, vì mình sẽ viết lên đây nha. 17 phần 30. Đúng nè. Giờ cột tiếp theo thì người ta cho số bị trừ. Cho hiệu mình cần tìm số trừ. Như vậy đây tìm số trừ thì mình sẽ lấy số bị trừ trừ cho hiệu nha. Có nghĩa là mình sẽ lấy 12 phần 13 trừ cho 4 phần 13. Như vậy ở đây mình nhẩm được, đúng không? Đây là hai phân số của mẫu số thì mình sẽ lấy tử trừ tử giữ nguyên mẫu. Như vậy là 12 trừ 4 thì được 8, đúng không? Như vậy kết quả là 8 phần 13 nha. Cái nào nhẩm được thì mình sẽ nhẩm luôn, đúng không? Cho nó nhanh. Giờ như là mình xong câu A, mình sẽ qua tiếp câu B rồi. Giờ như vậy là ở câu B thì người ta cho mình cũng có một cái bảng, nhưng mà ba dòng gồm có thừa số và tích. Như vậy muốn tìm tích thì mình sẽ lấy thừa số này. Mình sẽ lấy 2 phần 5 nhân cho 4 phần 7. Nhân 2 phân số thì mình sẽ lấy tử nhân tử mẫu nhân mẫu. Ở đây mình thấy mình nhẩm được nên mình nhẩm luôn nha. 2 nhân 4 là 8. Như vậy tử số sẽ là số 8. Đúng rồi. Còn mẫu số là 5 nhân 7 là 35. Như vậy 8 phần 35 nha. Giờ tiếp theo, cột tiếp theo thì người ta cho mình tích và một thừa số, mình sẽ tính thừa số kia. Như vậy mình sẽ lấy tích chia cho thừa số thì sẽ được thừa số đầu tiên. Như vậy mình sẽ lấy 1 phần 6, mình sẽ chia cho 1 phần 3, đúng không? 1 phần 2, đúng không? Giờ như vậy là mình sẽ tính nháp phía như thế này, xem 1 phần 6 chia cho 1 phần 3 sẽ bằng bao nhiêu. Giờ thầy sẽ tính nháp phía này nha. 1 phần 6 chia cho 1 phần 3, 1 phần 2 sẽ bằng bao nhiêu. Như vậy là mình thấy là phép chia thì mình sẽ biến thành phép nhân, 1 phần 6 phép lợi. Phép chia mình sẽ đổi thành phép nhân, qua 1 phần 2 đảo ngược lại 2 phần 1. Giờ nhân 2 phân số thì mình sẽ lấy tử nhân tử mẫu nhân mẫu. 1 nhân 2 là 2,
À, sớm hơn một là sao? Hai phần sao? Hai phần sớm mình sẽ rút gọn chia tử và mộng cho hai đúng không? Hai chia hai được một, sáu chia hai được ba, thì kết quả cuối cùng sẽ là một phần ba nhé. Giờ như vậy là mình sẽ điền vô hệ số chỗ này sẽ là một phần ba nhé. Đúng. Giờ tiếp theo. Ở đây người ta cho một hệ số là 4 phần 11, tức là 7 phần 9. Mình sẽ tìm hệ số thứ hai, thì mình cũng lấy tích chia cho hệ số nhất. Có nghĩa là mình sẽ lấy 7 phần 9 chia cho 4 phần 11. Giờ hệ số tính nháp phía này trước. 7 phần 9 chia cho 4 phần 11. Và như 7 phần 9 mình sẽ viết lại nhé. Dấu chia mình sẽ đổi thành phép nhân đúng không? 4 phần 11 mình đảo ngược lại là 11 phần 4. Giờ nhân hai con số thì mình sẽ lấy tử nhân tử mẫu nhân mẫu nhé. 7 nhân 11 là 77. 9 nhân 4 là 36. Bây giờ kết quả là 77 phần 36 đúng không? Giờ sau khi được kết quả thì mình điền lên là 77 phần 36 nhé. Đúng rồi. Giờ như vậy là mình xong câu số 1 nhé. Giờ câu số 1 của em là có kết quả giống thầy. Để lại bình luận phía dưới video cho hai bạn cùng xem nhé. Mình sẽ qua tiếp câu số 2 luôn. Giờ tiếp theo là câu số 2 tính. Câu A là 2 phần 3 cộng cho 5 phần 9 trừ cho 3 phần 4. Như vậy là đây là phép cộng trừ 3 phân số khác mẫu số. Như vậy mình sẽ đi quy đi đầu mẫu số 3 phân số nhé. Mình sẽ chọn mẫu số chung sẽ là 36. 36 sẽ chia hết cho 3, chia 9 và chia 4. Như vậy là 2 phần 3 mình sẽ nhân tử và mẫu cho 12 đúng không? 13, 36 chia cho 3 thì được 12. Như vậy mình sẽ quy đầu mẫu số lên nhân tử và mẫu cho 12. 12 nhân cho 2 thì sẽ được là 24. 24 phần 36. Còn 5 phần 9 mình sẽ nhân tử và mẫu cho 4. 5 x 4 là 20. 20 phần 36. Dấu chữ lại. Giờ 3 phần 4 mình sẽ nhân tử và mẫu cho 9. 3 x 9 là 27. Như là 27 phần 36. Giờ cộng trừ 3 phần số của mẫu số mình sẽ lấy tử cộng trừ tử chiếu với mẫu. Như vậy tử số sẽ là 24 cộng cho 20 và trừ cho 27. Mẫu số sẽ là 36. Đúng không? Giờ như vậy là 24 mà cộng 20 thì sẽ được là 44. 44 mà trừ 27 thì sẽ được là 17. Đúng không? Như vậy kết quả là 17 phần 36 nha. Giờ tiếp theo là câu B, 2 phần 7 chia 2 phần 3 trừ 1 phần 7. Giờ như vậy mình khởi là có phép chia, phép trừ thì mình sẽ thực hiện phép chia. Mình sẽ biến đổi phép chia thành phép nhân trước nha. Giờ thầy sẽ làm câu B nha. Như vậy là 2 phần 7 mình sẽ viết lại. Chia mình sẽ đổi thành phép nhân. Như vậy là 2 phần 3 đảo ngược thành 3 phần 2. Đúng không? Giờ trừ cho 1 phần 7 viết lại. Đúng. Giờ tiếp theo. Giờ ở đây nhân hai con số thì mình sẽ lấy tử nhân tử mẫu nhân mẫu. Nhưng mà ở đây mình thấy là hai trên hai dưới biến mất nha. Như vậy kết quả sau khi rút gọn sẽ là còn 3 phần 7 đúng không? Như vậy là phép nhân sau khi rút gọn sẽ được 3 phần 7. Trừ 1 phần 7 mình sẽ viết lại. Giờ phép trừ hai phân số của mẫu số mình sẽ lấy tử trừ tử dương mẫu nhé. Như vậy là 3 trừ 1 được 2. Như vậy kết quả đây sẽ là 2 phần 7. Đúng không? Giờ như vậy là mình xong câu B, mình sẽ qua tiếp câu C luôn.
Giờ câu C ở đây mình có phép nhân và phép chia đúng không? Như về phép chia mình sẽ đổi thành phép nhân luôn nha. Giờ sau đó mình sẽ lấy ba tử nhân nhau và ba mẫu nhân nhau là ra kết quả cuối cùng. Giờ sau đó chút gọt ha. Giờ như vậy là 2 phần 5 mình sẽ viết lại. Giờ nhân cho 1 phần 4 viết lại. Giờ phép chia mình sẽ đổi thành phép nhân. 3 phần 8 đảo ngược thành 8 phần 3 nha. Đúng không? Giờ tiếp theo mình sẽ nhân 3 phân số thì mình sẽ lấy tử nhân tử mẫu nhân mẫu nha. Như vậy tử số sẽ là 2 nhân 1 nhân 8. Còn mẫu số sẽ là 5 nhân 4 nhân 3. Giờ sau đó mình sẽ tách số 2, số 8 thành 2 nhân 4 nhé. Giờ sau đó mình hãy trên dưới có số nào giống nhau mình cho biến mất. Đúng không? Giờ như là 2 nhân 1 8 thì tất nhiên là 2 nhân 4 hoặc là 4 nhân 2 cũng được nhé. Đúng không? Giờ phía dưới sẽ là 5 nhân 4 nhân 3. Giờ như vậy mình thấy là 4 trên 4 dưới biến mất đúng không? Tử số sẽ còn lại là 2 nhân 1 nhân 2 chính là số 4. Còn mẫu số là 5 nhân 3 chính là 15 đúng không? Như vậy kết quả câu C sẽ là 4 phần 15 nha. Giờ như vậy là mình xong câu số 2 nha. Giờ câu số 2 có em nào có kết quả giống thầy để lại bình luận phía dưới video cho hai bạn cùng xem nha. Mình sẽ qua tiếp câu số 3 luôn. Giờ tiếp theo là câu số 3. Người ta cho một vòi nước chảy qua bể chưa có nước. Giờ thứ nhất chảy được 2 phần 7 bể. Giờ thứ hai chảy tiếp được 2 phần 7 bể. Hỏi sau 2 giờ vòi nước chảy được mấy phần bể? Như vậy mình sẽ lấy 2 phần 7 cộng 2 phần 7 là giá. Giờ câu B là nếu đã dùng hết một lượng nước bằng 1 phần 3 bể thì lượng nước còn lại bằng mấy phần bể? Như vậy mình sẽ lấy cái lượng nước sau 2 giờ chảy. Đó, mình trừ đi 1 phần 3 là ra kết quả cuối cùng đúng không? Giờ thầy sẽ làm câu câu số 3. Câu này cũng dễ ha. Giờ sau 2 giờ. Người ta hỏi là sau 2 giờ, mình trả lời là sau 2 giờ. Vòi nước chảy. Được số phần 7 lần. Giờ như mình sẽ lấy 2 phần 7 cộng 2 phần 7 nhé. Giờ như vậy là cộng 2 phân số của mẫu số mình sẽ lấy tử cộng tử giữ nguyên mẫu. 2 cộng 2 là 4. Như kết quả là 4 phần 7 bể nhé. Giờ tiếp theo mình sẽ tính số nước còn lại trong bể đúng không? Sau khi dùng hết lượng 1 phần 3 đúng không? Giờ mình sẽ làm cái câu B. Giờ số nước còn lại trong bể là như vậy mình sẽ lấy 4 phần 7 trừ 1 phần 3.
Giờ như đây là phép trừ hai mẫu số, phép mẫu số mình sẽ quy ra mẫu số nha. Mẫu số chung chính là tích của 3, 7 nhân 3 là 21, đúng không? Như mẫu số chung sẽ là 21. À, 4 phần 7 mình sẽ nhân tử bằng 1 cho 3, còn 1 phần 3 mình sẽ nhân tử bằng 1 cho 7. Như vậy là 3 nhân 4 là 12, 7 nhân 1 là 7, 12 chia 7 được 5. Thì kết quả là 5 phần 21 7 nha. Giờ đáp số. Như vậy đáp số câu A sẽ là 4 phần 77. Còn đáp số câu B sẽ là 5 phần 21 7. Giờ như là mình xong câu số 3 nhé. Giờ câu số 3 các em nào có kết quả giống thầy để lại bình luận phía dưới video cho hai bạn cùng xem nhé. Mình sẽ qua tiếp câu số 4 luôn. Giờ tiếp theo là câu số 4. Mình sẽ điền dấu lớn hơn, nhỏ hơn giữa bạn vào chỗ ba chấm nhé. Như mình có là 4 phần 5 cộng 4 phần 5 cộng 4 phần 5 cộng 4 phần 5 sẽ bằng ở bên cộng bên đây sẽ là 4 phần 5 nhân cho 5, đúng không? Giờ như vậy là mình sẽ tính nhé, xem bên đây bằng bao nhiêu, qua bên đây bằng bao nhiêu, xem nó có bằng hay không nhé. Giờ thì ta sẽ tính nhé như này nhé. Trước hết mình sẽ có 4 phần 5 cộng 4 phần 5 cộng cho tiếp 4 phần 5 cộng cho 4 phần 5. Như vậy là cộng mà 4 phân số của mẫu số thì mình sẽ giữ nguyên mẫu số là này. Mình sẽ lấy 4 cái tận cộng lại, 4 cộng 4 cộng 4 cộng 4 nữa là 16 đúng không? Như vậy kết quả là 16 phần 5 đúng không? Tiếp theo mình sẽ tính phép nhân bên đây. Như vậy 4 phần 5 nhân cho số tự nhiên 5 thì mình sẽ lấy 4 nhân 5 giữ nguyên mẫu số là 5. Như vậy bên đây sẽ là 20 phần 5 đúng không? Giờ như vậy là bên đây là 16 phần 5 còn bên đây là 20 phần 5 thì 16 phần 5 chắc chắn phải nhỏ hơn 20 phần 5 đúng không? Giờ như vậy là mình xong câu số 4 nha. Giờ câu số 4 các em là có kết quả giống thầy để lại bình luận phía dưới video cho hai bạn cùng xem nha. Như vậy là mình xong bài giảng hôm nay. Nếu các em thấy hiện diện gì thì bấm khích chia sẻ cho bạn cùng xem, và em nào chưa đăng ký kênh thì liên bấm nút đăng ký ủng chung để xem những bài giảng mới nhất của thầy Liên nha. Thầy chúc các em tốt, tạm biệt các em nha.